Đây mình có 300g thịt nai rửa sạch để lau khô. Mình cắt nhỏ. Đây là món thịt nai đãi tiệc, rất ngon, làm nhanh. Một củ hành tây cắt miếng, một quả ớt chua, một trái ớt chuông đỏ cho có thêm màu sắc. Nếu có ớt chuông xanh thì dùng thêm ớt chuông xanh, món ăn hấp dẫn hơn. Một muỗng canh tỏi mâm, cho 2 muỗng canh dầu ăn, cho thịt nai vô, vào cho thịt nai nó săn lại. Đây là món nai xào rất nhanh, ngon, đãi tiệc tại nhà, tuyệt vời. Giờ thịt nai đã săn, bạn cho một muỗng canh tỏi mâm, xào cho tỏi nó thơm, cái thịt nai nó khô luôn. Giờ thịt nai đã khô, cho vô 50ml nước, 1/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê ớt sa tế, 1/2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương. Giờ đảo đều cho thấm gia vị. Nấu nồi nhỏ 10 phút cho thịt nai nó chín mềm. Rất ngon ha, rất thơm. Các bạn nên nếm để hộ vị gia đình. Cho ít nước bột bắp để tạo độ sánh. Cho ớt chua, hành tây. Mình đào lại khoảng 1 phút cho hành tây và ớt chua nó vừa chín tới. Món đãi tiệc tuyệt vời. Anh chị và các bạn thấy video này hay, nhớ like, share, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Nai xào hành nở rất ngon để đãi tiệc. Cho ít hành lá, ngò gai. Tuyệt vời.